Trân trọng chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của em Vân Sumo Vlog nha. Em xin chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của em Vân Sumo Vlog nha mọi người. Em cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ và xem video của em nhá. Hôm nay em sẽ ăn món đặc sản Thanh Hóa, đó là nem chua Thanh Hóa nha mọi người. Đây là hai loại nem, một loại nem đó là nem chua xay nha mọi người, xay với bỉ. Còn đây là nem được gói ở trong lá chuối, bên ngoài là lá chuối và bên trong còn lá ổi và lá đinh lăng nha mọi người. Bây giờ em sẽ sắt cái nem cây này ra và cái em sẽ trộn cái nem chua này nhá. Cái này trộn thì mình phải có thính gạo nha mọi người. Rất là ngon luôn, lâu lắm rồi em không ăn á, thèm. Hôm vừa rồi có chị gái về quê, cứ về quê là sang Thanh Hóa mua mọi người ạ. Tại vì là ở bên em ở Ninh Bình á, sát ở bên Thanh Hóa nha mọi người. Món nem chua này mình sẽ dùng những miếng thịt heo thật là đỏ tươi nha mọi người. Lạc vai, lạc đùi đều được nha mọi người. Mình sẽ sắt thật mỏng nhỏ. Mình sẽ ướp thêm một chút xíu muối, bột ngọt, đường ít nhất là một tiếng. Và mình sẽ nắm thật khô nước nha mọi người. Mình sẽ trộn thêm một chút xíu thính gạo và da heo tùy ý, cùng với một chút xíu tỏi. Và mình sẽ bắt đầu gói vào lá để ngoài thời tiết một ngày cho nó lên men. Sau đó bỏ vô tủ lạnh nha. Mọi người ơi, mọi người, vậy nãy em đã trộn xong rồi nha mọi người. Trời ơi, cái mùi của nó chua chua là đã hấp dẫn lắm rồi nha mọi người. Trời ơi, wow, quá là đã luôn, quá xá là đã luôn á. Em đã chuẩn bị thêm tỏi và mắm tiêu nha mọi người. Miếng chanh để vắt vô mắm này. Đặc biệt là lá sung nha mọi người. Lá sung mà gói với nem chua này là ăn là bùi hết sảy luôn. Wow, hấp dẫn quá mọi người ơi. Em vắt chanh vào mắm nha. Em có cho vô mắm xíu bột ngọt đó mọi người. Trời ơi, cái mùi chua chua nó hấp dẫn quá sức luôn á. Em lấy miếng lá sung này. Cái này em mà có húng xoăn nữa mọi người, gói ngon. Nhưng mà tại vì là chiều nay em đi chợ không có húng xoăn đấy mọi người. Có vài loại này thì gói luôn vậy mọi người ạ. Cái nem này nó vừa tới rồi mọi người, xong cộng thêm cái lá sung, rau thơm, cái thính gạo nữa, nó thơm quá. Nó bùi nữa mọi người, rất là bùi luôn. Các bạn lấy nem xoài. Chua chua ngon. Sực sực của cái bì heo này, da heo à. Em cuốn thử cái miếng nem xay. Nem xay này chưa có cuốn về bao giờ, chỉ có cuốn cái nem này thôi này. Ôi, lá sung nó bùi quá.
cây sung này à? Em còn không biết là của người, của nhà người ta hay là ở, ở của nhà nước nữa. Nó nằm ngay đằng xanh đèn đỏ đó mọi người. Chiều nay đi ra chợ xong rồi chạy đến nhà xanh đèn đỏ tấp vô lề nên hái mấy cái lá sung, mấy cái cành sung. Mấy nay trời mưa mọi người, trời nhà sung nó tốt, tươi, ngon. Nem chua chua, thính cuốn vào trong lá sung, bùi bùi, cắn thêm miếng ớt cay cay, trời ơi nó ngon. Nem rồi, miếng chua chua sật sật của da heo, chấm thêm miếng tương ớt cộng với sốt mayonnaise. Sốt mayonnaise ăn thì nó ngậy ngậy, tương ớt nó cay cay, ngon rồi, rất là hấp dẫn. Cay, chua, ngon. Bây giờ cũng tối rồi mọi người. Tại hôm nay trời mưa lớn quá. Không à, em đi chợ trễ. Lúc nãy em món nem chua này mấy đứa bé em thích lắm. Cái món nem này thì nem tái thì chồng em thích. Bảo quay chung mà thôi, trễ quá rồi mưa. Lập cập cái lá sung mọi người, cái lá sung ăn bùi, nem chua mà chua vừa tới mọi người, không bị chua quá. Thank you.
Mọi người ơi, em xin dừng video ở đây nhá. Em cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video của em. Nếu ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh để ủng hộ em. Em lấy tinh thần cố gắng mỗi ngày sẽ cố gắng ra những video hay hơn. Em cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ em. Vân Sumo Vlog em. Xin chào mọi người.